Xin chào toàn thể các anh nhé. Hôm nay em lại có một cái set phụ kiện xì gà để muốn giới thiệu với các anh đây. Đây thì trước đây em đang cầm bây giờ là một cái set phụ kiện, nó vừa là một cái hộp giữ ẩm, vừa là một cái set gồm các món phụ kiện. Này, các anh có thể nhìn đó. Đây, cái chất da của nó khá là mềm, mềm mịn lắm. Đây, còn đây là bên trong của sản phẩm. Set phụ kiện này có mã hiệu là T113. Nó thuộc sản xuất của hãng Lubisky, một thương hiệu khá nổi tiếng trên thế giới về sản xuất phụ kiện xì gà. Đây là một bộ giấy tờ và chế ẩm. Đây ạ. Đầu tiên thì mình đi vào cái chất liệu gỗ đi. Toàn bộ gỗ này đều được làm từ gỗ thông các anh nhé. Toàn bộ đều gỗ nót trong này đều được làm từ gỗ thông. Trong đó thì có in logo nhãn hiệu của Lubisky. Cái hộp này thì các anh có thể đựng được 4 điếu này, 1, 2, 3, 4 này. Có thể đựng được điếu dài nhất nhé, 20 phân vẫn chế hết ạ. Đi kèm theo đó là một chiếc bật lửa. Đây, đây là chiếc bật lửa. Chiếc bật lửa này là dạng khò rồi, chắc chắn rồi, hút xì gà thì phải khò thôi. Dưới ở mộc đáy của nó là một chiếc đục mili đi kèm theo bật lửa, được thiết kế khá là gọn gàng ở dưới cái mộc đáy này. Và cùng theo đó là đây là chốt bơm ga cũng như là chỉnh ga to nhỏ, các anh có thể nhìn rõ ạ. Thiết kế khá là độc. Đây, lửa khò một tia, quá là mạnh luôn. Lửa khò một tia các anh nhé, khá là mạnh. Được chưa? Màu sắc thì màu này dùng thì chắc chắn là không bám vân tay, không bay màu rồi, mà nó lại kiểu cổ, dùng khá là sang. Mình để chiếc bên ở đây. Tiếp theo đó là một chiếc dao cắt. Đây ạ. Chiếc dao cắt này thì trên này thì mình được nó được dập logo, những cái ký hiệu từ thời xa xưa ấy, cũng kiểu như hoa văn cổ toàn bộ nhé. Cái dao cắt này thì các anh có thể cắt được từ size nhỏ nhất đến size bé nhất, to nhất nhé. Khá là sắc. Toàn bộ lưỡi này thì được làm từ thép khối, nên là cái tỷ lệ han rỉ gần như là không bao giờ có nhé. Đây. Trên đó cũng đều được in logo nhãn hiệu của hãng Lubisky cả. Được thiết kế khá là gọn. Đây, các anh có thể bỏ chiếc bật lửa ở đây. Và đây là chiếc dao cắt và chiếc bật lửa vào vị trí này. Khá là gọn. Để xách đi công tác hay du lịch thì cũng khá là êm ái, gọn gàng và khá là lịch sự sang trọng. Đường khóa được may. Đường khóa được may rất là nét. Các anh có thể chiêm ngưỡng chi tiết sản phẩm. Da này rất êm nhá, mịn êm lắm ạ. Ngoài cái màu lâu này ra, màu lâu này ra thì em còn đây, em có một màu vàng vàng nâu nữa. Đây, một set này cũng thế ạ. Bên trong của nó thì cũng 4 điếu kèm theo bật lửa và khò xì gà, đều như vậy cả nhé. Để sử dụng thì các anh chỉ cần mua một cái hộp này về là ok rồi, hoặc là đi du lịch, đi xa thì chỉ cần mang theo một bộ này là đã đủ rồi. Đấy. Dịp lễ Tết cũng đang đến thì đây cũng là một món quà khá là độc đáo, giá trị để tặng cho bạn bè, người thân hoặc là tặng cho ông sếp của mình. Đấy. Để đặt hàng với em thì các anh chỉ cần liên hệ với em theo cái số điện thoại đang hiển thị trên màn hình nhé. Hoặc có thể để lại ngay số điện thoại dưới video này. Em sẽ liên hệ lại và tư vấn đặt hàng cho các anh ngay. Cảm ơn các anh nhé.